Thầy mà mở cái nắp ra để khoe hàng nào thầy. Đấy, rất là xịn. Bảo ai một tưng bừng. Công suất mấy ca? Mờ quá không đọc được. Mắt mày vấn đề à? 2,2 Ý mà mở cái điện thoại không đọc được. đấy. Không phải, điện thoại đọc xịn quá. Đây rồi, đây rồi. Một thằng già canh này đi nha. Từ đợi để nhắn tin đã. Từ không được sáng. Tay ở bên kia khi nào đèn xanh nó sáng đấy. Để xem khi nào đèn xanh nó sáng. Cho nó 10 phút, 15 phút này. Tao chẳng nhớ được số mấy. Số Phải 3, chưa bao giờ. Số 1 à? nhắn tin mới được à thầy? Đợi. Cái cục này đã bật chưa? Sáng rồi, kia đèn chẳng có sáng rồi kìa. Sao? 1, Đánh ngon trắng. à? Đợi tí. Thằng Nam đâu chạy ra canh cái khẩu dao mày cầm cái chổi đấy Sen sen thật có từ 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 giờ đứng xa ra tí nó rất bình đấy đỏ thật đỏ thật em điểm nó tắt ra sao ạ? Đã biết đang nhớ cũng chưa cứu phát nữa à? Đợi tí xem nào. Off đi. Vi diệu. Thế còn cái đèn thứ ba thầy? Đèn thứ ba là cái đèn của thứ hai. Tạm chả nhớ. Hai à đâu một sao hai on đấy thì là cái đèn đỏ không thấy sáng từ từ chứ sáng chưa sáng rồi sáng đẹp lắm bật thêm cái nữa này hai sao một on này nó sẽ chạy 30 phút thì nó dừng chuẩn bị khói bốc tự nghi ngút